Về phía Phương ở trận đấu này có à thôi, chúng ta có chim sẻ cầm AC nó một cái mang C đi. Về phía các bạn ở trận này thì cái thủ Hồng Anh là người được cầm Pho, còn một con Egypt trong tay He He và He He sẽ là người cầm cung ở trận đấu này thôi. Nói chung là quân ở trận đấu này tôi đánh giá là cân Pho và Mark đánh giá là à chưa. Tôi đánh giá là Egypt với Mark C cân nhau, Pho AC khả năng ép đời ngang phép nhau. Đây là màn máy của cái thủ No 1 ở trận đấu này, gain được cầm Macedonian. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến tất cả anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ Nâu Con Nhà Bà Một trong buổi tối ngày hôm nay. Tầm này thì một mình tôi sẽ cân cả Tuân Tiền Hải và cả Hùng Crit. Và một mình tôi sẽ cân hai bé trên kia luôn. Và anh đánh thì em đánh nào được, em chỉ võ mồm thôi. Gáy không phải đánh à? Khổ quá, tiếng ông đầu một này không biết. Ông đang nói cái gì nữa, tôi cạn lời. Vâng, chào Nguyễn Trung Kiên nha, hello anh. Rồi, có voi luôn, ok. Về em ấy. Một con voi đi, ôi trời ơi. Vâng, vậy là hội bạn nào có tin nhắn. Đang đi dò đấy, cái thủ chim sẻ đáng đã có hai cánh rừng ở đây rồi. Một tình huống câu voi mà suýt chút nữa thì em đã đâm đầu vào một con sư tử. May mắn là né được. Acerian anh em ạ. Đây là con voi đầu tiên là cái thủ chim sẻ đáng đưa về. Robinson. Vâng, chào anh Nam Trần, hello anh nhá. Và con voi đầu tiên để anh cho game thủ chim sẻ. Một bài cầm SC. Các bạn là Egypt và Pho. Quả phụ không ăn được, tôi cạn lời. Không hiểu sao có thể làm vãi quả đấy được à, anh em ạ. Chắc là từ béo làm rồi. Và là có thêm một bầy hiêu đến thủ chim sẻ nữa. Một bài đấu mà quả phụ chim sẻ nắng không bú được. Quả phụ mặt 12 giờ không bú được. Trốn rồi. Em không thấy á. Và như vậy là sẻ không thấy bãi quả phụ đấy. Tại sao lại không thấy được nhờ? Cái bãi quả đấy là bãi quả phải thấy ngay trong rừng trong vực luôn kia kìa. Chỉ lại cho nó nhìn cái. Cạn lời bãi quả đấy. Đây là bầy hiêu đầu, như vậy là hai bầy hiêu một con voi. Nhưng mà nghĩ là giữa hai nhà sẽ có thêm đồ ăn đấy. Anh em chú ý dò giữa hai nhà nhiều vào. Và voi đang đưa về gần rừng để từ cái thủ chim sẻ. Dù gì cũng đã có một đồ lùa về là một con voi rồi. Đấy, anh em thấy chưa? Có quả phụ. Em sướng chưa? Và như vậy là No 1 bảo là anh chưa sướng. Đây là No 1. Anh không có đồ gì ăn nên là anh không sướng rồi. Vâng, bài No 1 bảo vệ là một BB kín nhà. Y thôi anh. Vâng, anh đánh Y thì ai cân anh cái map này nữa. Long Y sang trước cửa nhà sẻ đứng. Lùa hiệu về thôi. Và giải quyết bầy hiệu tại chiếc BS này. Như vậy là anh No 1 đã ăn được 6 con hiệu rồi đấy. Gì đây? Rồi, như vậy có thêm voi. Như vậy là con voi tiếp theo là được game thủ chim sẻ đưa về. Quả phụ á, hai bầy hiêu hai con voi. Thực ra thì mình nghĩ là chỉ ăn đến một bầy hiêu thôi, vì đôi voi hiêu đầu quả phụ mà. 22-24 cơ cấu rồi, bài Bắc Bình nhá. Cửa thắng của chúng ta là cực kỳ sáng, cực kỳ sáng rồi đấy, sáng như ban ngày rồi. Hải khóa mõm hùng cái với Tuân Da Đen ba mấy cái ông đấy thì tuổi gì gà đánh kèo chế thì chạy mất dép hết. Ông nào dám thò đầu ra cả, trốn như rùa, rụt hết cổ lại. Không hiểu, bây giờ tôi bảo là solo ra xô, không dám chơi. Chơi cơ giáp cũng sợ, chạy hết. Vâng, như vậy là bắt đầu cắt dần ra đóng, hết dân đôi ăn cả hiệu và cả gỗ thôi. 26 dân, bắt đầu giảm dân rồi, bài đánh 27 rất là đẹp. Vâng, kinh đời, kinh. Rồi 809, 26 dân của AC. S nhân đôi để ăn cả heal và cả gỗ rồi. Bài đấu mắc quá. Bên kia là hai tay chém cực kỳ gian. Nhưng mà khi mà Hồng Anh với game thủ He He mà cặp với nhau, tôi thề với bạn luôn, chỉ cần đội bạn thua đến 2 trận thôi là chúng ta sẽ thắng 100%. Và đội bạn chỉ cần thua 2 trận thôi là chúng ta sẽ thắng. Bởi vì tại sao? Bởi vì khả năng nghỉ ôi của He là mắc của mắc. Mà Hồng Anh thì không chịu được nhiệt. Hồng Anh thân hình rất nhỏ bé, gầy còm ốm yếu. Mà He He ỉ ôi thì Hồng Anh sẽ không chịu được. Và khi mà đội bạn đã lục đục nội bộ thì đơn giản chúng ta cứ thế mà thắng thôi. Vâng, cơ cấu bầy hiệu chim sẻ 26 dân, chúng ta quay trở lại mặt máy cái thủ No 1 của bài. Anh sẽ là người đánh chém. Và mình nghĩ là sẽ có Y. Thông tin báo về là hai nhà đoạn ở gần góc 9 giờ và có một nhà rất gần nhà chim sẻ. Bởi vì con xe giò của thủ No 1 đã đẩy xuống góc 6 giờ nhưng không thấy ai cả. No 1 còn bầy hiệu và con voi ở đây nữa. Đây con voi dành cho No 1. Một bài cũng đánh 26 dân Mark C và thông tin báo về là bài Mark C này chỉ một BB kín nhà. Chính xác luôn. Chỉ một BB kín nhà, một cầu nốt con voi về thôi. Và một lần nữa xin gửi lời chào đến 10.000 anh em đang có mặt trên fanpage của game thủ No 1 trong buổi tối ngày hôm nay. Các bạn thêm comment like share nhiều nữa đâu ạ. Alo. Vâng, BM. Và đây là BL này cho anh. Điểm số Hồng Anh đang cao nhất map và Hồng Anh là người lên đời sớm nhất map luôn.
Hai nhà bạn đều đánh 24 dân, đánh ít dân hết rồi. Vâng, nhà nó một là quá kín ở trận thiếu này. Vâng, một bài chữ ký đời trong 11 như thường lệ thôi. Vâng, như vậy là 11 bao nhiêu đây? Ôi giời ơi, 11, 19 anh em ạ. Phải muộn thế. Vâng, cơ cấu kéo dân về dần thôi. Đã có cái gì đó tò tí te. Và đó là con ngựa giò người cầm 17, he he. Một bài cầm Egypt đánh chém và Phonetian của Dũng Hồng Anh cũng sẽ là người đánh chém nốt. Mình nghĩ là như vậy. Mà nó một có gì trận này là đẹp luôn đấy. Bởi vì nhà nó một khung mà. Nhà trẻ cũng đã kín rồi. Ai có T2 nào các bạn thích thì vào đây. Bắt đầu khung này ạ, chưa kín. Vâng, đang ra thêm vài chiếc nhà BE nữa và kéo dân về để chủ nhà. Chắc là đội bạn sẽ lựa chọn đối pháp công cái gì đó vào nhà chim sẻ không? Con giò này thì đứng lại. Mày đứng lại. Như vậy là đội bạn không đứng. Trở lại mặt máy kiếm thủ nơ 1 để xem anh có sát thương gì chưa. Vâng. Như vậy nơ 1 chơi giò thủ với Hồng Anh. Khi đội bạn đẩy T, Hồng Anh đánh cung. Một bài cầm phô đánh cung đến từ cái thủ Hồng Anh và he he cầm Egypt đánh chém các bạn. Đó là lựa chọn của cặp đôi đến từ team Liên Quân. Sky và Thái Bình đập chết con T của thủ Hồng Anh. Và nơ 1 sẽ có y trận thiếu này. 400 gỗ đủ để anh có thể táng luôn hai nhà BE ra rồi. Và chuẩn bị đóng BE rồi. Trở lại mặt máy cái thủ chim sẻ. Tôi chưa thấy lạc đào he vào đây. Chạy 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 chạy. Anh thấy có gợn dốc ở gần BB của em ấy. Vâng, sẻ đang tự tin dường như là kín rồi. Vâng, đang check lại cụ này rồi. Ôi, vâng kín. Gần BB đây này, đấy. Anh sợ nó hở chỗ này thôi. Vâng, tham lai của chim sẻ là 30. He he, quyết định tệt thẳng 2L vào bài AC của chim sẻ nắm và đã có bánh xe. Trong quân chưa nhỉ? Vâng, thêm ruộng đây rồi, bãi vàng. Tả luôn thôi. Ê à, lạt thật. Vâng, mấy ấy đóng quá. Sửa nổ hộ cái. Bạn này không thể nổ được. Vâng, giờ nổ bốn con bên trong. Phát na bêu luôn. Vào đây em ơi. Đứng lại bạn ơi. Vâng, lại chạy. Trở lại bằng cái thủ đô 1. 1 y. Đóng y này. Vâng, 2 y bên ngoài và 1 y bo nhà. Quá chắc cốp chèn cô. Anh thả vào nhà cái thủ ông anh. Và nhà he he là bạn sẽ vâng nhấc hết cả cốp lên rồi. Bo nhà bằng 1 bb và 1 bi đến cái thủ đô 1. Thì lấy gì để công cho đội bạn đây. Hồng Anh đang muốn công vào nhà của cái thủ đấu 1 trong chỗ này với những cung R của Polesian. Cái header em thấy hợp lý hơn anh ơi. Vâng. Ờ, đánh cùng mà. Đang sang rồi. Vâng, Y đang sang, đây. Hồng Anh dường như một ốp, vâng, sẽ bọn anh cũng cắt Y về trước cửa nhà sẽ đứng không? Vâng, tham lai đầu thủ là 30, đến cái thủ đấu 1, 3 BI ở trong trận đấu này. Và Y bắt đầu đi tiền nhà của cái thủ Hồng Anh. Tiền rồi, trong đó đây máy cái thủ chim sẻ sẽ phải thủ được tên này. Rất đông quân của bạn đang công vào nhà chim sẻ. Vâng, chỉ việc bắn cung R của game thủ Hồng Anh. Còn lạc đà của he he thì kệ nó vào hộ. Ôi, không vào được. Không vào được, không vào được, không vào được. Vâng, tham lai chim sẻ là 38. Rồi bạn đang cố gắng đi BE của chim sẻ nắng. Cung R của Polesian đang đứng trên dốc. Vâng, tên này đang cảm thấy là khá căng. Vâng, thông tin bảo vệ Hồng Anh không thể dồn lên được nữa. Đây là E của đối phương, vậy. Tốt rồi, ôi một tình huống vậy em tuyệt vời của anh thủ chim sẻ đang vẫn tạm thời vẫn đang thủ được nhà. Vâng, rất nhiều quân đội bạn đang công lên nhà của thủ chim sẻ nhưng vẫn chưa thể vào được. Timeline của em đối số là 37/76 em trận thiếu này với những cung R của Asian và Asian thì nó chất lượng hơn Polesian là rất nhiều. Vâng, vẫn đang vẩy E trên cặp đôi của He và Hồng Anh. Vâng, mời hết vào đây, mời vào hết đây được chưa. Vâng, vào đây. Timeline chim sẻ đang là 36, đội bạn vẫn hô to thế mà vẫn nó vẫn đâm vào nhờ. Vâng, vào đây với chúng tôi này được chưa? Mời hết vào đây em ơi! Hùng ơi! Anh Tuấn ơi! Vâng, vào luôn trận đầu đấy! Trong cảm giác yếu đuối nhở? Vâng, Hồng Anh không có quân lên đây thì he he tuổi gì được chưa? Vâng, trở lại mặt máy của game thủ nó 1 với tham lai là 3 xịt. Không, đang chiến Hồng Anh rồi. Vâng, đúng là chỉ có thể là nó 1. Vâng, chiến đây. Với những con Y Maxe này thì Hồng Anh sẽ không thể làm đỡ được nhà. Cái đây là Y Maxe chiêng đồng 3 anh em nhá. Y Maxe chiêng đồng 3, Y chính hiệu đấy. Không thể đụng được chưa. Anh chỉ có mỗi bài là ăn thủng rừng ra thôi. Chỉ có mỗi cửa nó một ăn thủng rừng ra để bạn vào được thôi. Còn lại toàn BB. Đấy, vào hộ gái vâng tăng cốt thế. Vâng, chốt luôn cái BE vào giữa cánh rừng già dành cho cái thủ nó 1. Và Hồng Anh vẫn đang không thể ra được khỏi nhà. Sẻ sẽ có nhiệm vụ là phải bắn chết được cái thủ E trong trận thiếu này. Sẻ với nhiệm vụ bắn chết được he he trong trận đấu này khi mà Hồng Anh không ra khỏi nhà rồi. Tham lai của nó 1 là 34/36 anh em ạ. Trở lại mặt máy của game thủ chim sẻ và tham lai là 44 và đang công vào nhà của game thủ he he. Vâng, he đang đi ăn hoang ở đâu rồi? He là một bài đi ăn hoang không, không thấy đâu. Và thông tin bảo vệ he sang nhà nó 1 nhưng không thể làm gì nó 1 cả chắc chắn. Nhà nó 1 nó như là một cái lô cốt rồi, không cửa gì công vào cả.
tham lai chim sẻ là 45. Em phải lên một cái giáp 2 rồi, giáp 2 rồi, ok ngon rồi. Vâng, tìm he he và bắn thôi. Tham lai vẫn đang cân. Tham lai vẫn đang cân. Vâng, hay nhất trong trận thiếu này đó là tơn đỡ nhà của chủ chim sẻ đáng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắn fit cái thủ he được là tươi. Vâng, đây rồi. He ơi. Vâng, như vậy là he he resize và tỷ số là 1-0 ở trong trận đấu tiền dành cho cặp đôi của chim sẻ đáng và cái thủ đấu 1 được không ạ? Vâng, các bạn đã cảm thấy sôi động chưa? Anh em thấy ưng hoàng cốc chưa? Vâng, 15.000 anh em này ít thế nhờ. Anh em có một like share nhiều nữa được không? Ôi giời ơi, nó chốt BB này còn không ra được luôn. Và như vậy là một bài mật độ 1 quá kín, kinh thật. Chỉ một BI kín nhà. Và đây cùng trở lại với trận thiếu thứ hai ở trong trận đầu tiên ngay sau đây thôi. Và đánh cho đội bạn hiểu được chưa ạ? Dăm ba với Hùng Cờ Rít với cả cái gì Tuân Tiền Hái thì... Đấy, bãi quả đây, anh em nhìn thấy bãi quả không, sẻ chưa? Đấy, chấp luôn bãi quả đấy. Và đây cùng trở lại đến với trận thiếu tiếp theo, trận thiếu thứ hai trong trận đầu tiên ngay sau đây thôi. Không có tuổi gì hết. Tôi dám khẳng định bạn luôn, Hùng Cris bảo là chúng ta cho đội bạn thắng một trận trong xe đầu đấy. Đấy. Hùng Cris nó kiểu gì nó cũng bảo là cho đội bạn thắng một trận đấy. Thôi. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Nguyễn đã gửi tặng cái thủ đấu 1 20.000 sao. Cảm ơn anh rất nhiều, thank you anh. Vâng, anh có thể tặng thêm sao cho em nữa được không anh? Vâng, CEO Đức Nguyễn đã gửi tặng cái thủ đấu 1 20.000 sao. Các bạn phải hiểu là như nào đấy. Kèo không thể thua rồi. Tối nào cứ tầm này ra là đông nghịt luôn. Xong thì ra đến tầm 8 rưỡi nhá, 8 rưỡi một thằng vào mở cửa. Em ơi, đi làm đi. Cả lũ nó kéo ra, mùi nước hoa thơm nức luôn. Không, không bịt mà, nó vào uống nước mà anh, bịt mặt uống cái gì? Đây còn không thèm bịt luôn. Rồi, ra sẽ đến với trận thiếu thứ hai ở trong thiếu đầu tiên thôi. Đây là bơ, rồi, sẽ cầm bơ anh em nhá. Bơ xí à đấy. Cho son và phô là quân với phía đối phương. Sẽ xoay lại quân này, nháy chậm quá. Rồi, ở cả thai anh em ạ. Đội bạn là phô cho son được quân, đội bạn định hơn ta tí. Nhưng mà chúng ta sẽ tự tin vào một bầu chim sẻ. Nếu một trận đấu này là người được cầm cả tha. Hồng Anh là người được cầm phô, vẫn là cầm phô. Và một con cho son của cái thủ he he thôi. Đội bạn định hơn ra một chút xíu anh em ạ. Vâng, đây là bãi quả đầu dành cho cái thủ chim sẻ nắng. Chắc là sẽ là một lời chuyển cùng A sớm thôi. Vâng, quả đầu 6 cây đấy chim sẻ. Đến đất thì có vẻ mượt đấy. Nó một thì quả đầu vẫn thế. Đấy lý do vì sao mà anh auto 11 anh em ạ. Đây, quả nó cứ như thế này. Vâng, em có thể comment like và chia sẻ cho livestream này nhiều nữa để cổ vũ cặp đôi chim sẻ và cái thủ nấu một trong buổi tối ngày hôm nay đúng không ạ? Vâng, mình là bình viên Hải Mario và xin gửi chào đến tất cả anh em đang xem. Hello. Bông dù mông tê lê, ông sơ mông tê lê. Vâng, đi dò nhưng mà không thấy gì nên nô 1 thôi, có lẽ chúng ta quay trở lại máy xe. Ôi. Vâng, gặp ngay sư tử anh em ạ, cay thân. Rất may mắn là không chết dần thì mà chưa thấy yêu đầu vàng đây rồi. Nếu như để bơ đánh cung A với phô thì tôi cũng thấy khê khê kiểu gì. Ôi em ơi. Ôi. Vâng, không hiểu sao luôn. Đi sát vào vực rồi vẫn bị nó cắn chết được. Cạn lời Kami Okcho này. Đang cầm 13 thịt trong người là còn bị nó cắn chết nữa. Thôi giết nó đi em. Còn tham lai là 12-16 chim sẻ chết dân ạ. Ôi mà đi vòng qua cái rừng này cũng không được. Nó đã cắn xa như thế thì em có đi vòng qua cái rừng thông kia nó vẫn cắn chết. Và 13-16 chưa thấy hiệu đầu đâu cho nó mát. Chết một dân. Toang rồi. Và đều bãi vàng kiểu thủ chim sẻ hai bãi vàng thì rất là đẹp. Voi. Đấy. Tỉnh chưa. Tôi nhìn voi cực kỳ nhanh luôn, một đôi nhá. Ôi cố. Bài này em cố thì kích ở 10 tròn xong thì chém chết một nhà phía đối bạn đấy. Trong đội một khỏe nhà còn lại đấy. Đấy là trong trường hợp là hát hữu ạ. Vâng, đeo con voi đầu tiên đấy là cái thủ chim sẻ. Nhưng mà nhà của trẻ đang có vẻ là không được. Căng từ con vực này. Sao lại cũng ai ba lỗ. Ăn đấu 1 á. Vâng, như vậy là
Tịnh Văn đang có chiến thuật là sẽ đánh lạc đà để cho nó một đánh cung A ba lỡ. Một bài pơ không có hiệu đầu. Và cơ cấu thêm chiếc bét đầu đây thôi. Chém cho Son không kịp đóng phù luôn chứ. Thằng nào bẫy lắm chứ đừng thế nhỉ. Con voi thứ hai được cái đủ chim sẻ đưa về. Bài pơ với chiếc bôi voi và bán khỏa phụ thôi. Hiệu đầu không thấy đâu. Hồng A, đó là game thủ Hồng Anh, cái này Phonetia đấy. Ờ, chắc trong con vườn cao 3 giờ, nhưng mà xa thế. Và nhưng mà là không có hiệu đầu. Cẩn thận Kene vào những cái chấm đen này xem phải đôi sư tử hay không. Có thêm voi. Vâng, đồng hồ đang kêu voi dài như vậy sẽ hai quả phụ Viper không đột biến. Đây là một Viper không đột biến để cái vụ chim sẻ nhà. Vâng, câu voi về thôi. Chẳng ra đấy. Ơ này nè. Tôi thần kinh mất. Vâng, thôi nó 1 cân 2 anh ơi. Sau một tờ đỡ nhà thần thánh thì chúng ta có thể thấy là cháu đám cưới được người đám ma. Còn voi tiếp theo được đưa về cái thủ chim sẻ một kích đời 8-0-4 với 26 dân trừ 2 cho nó mát. Sao này? Thôi mới trên đầu thôi, chúng ta cứ tên tay nhẹ nhàng. Cơ cấu thì bái quả ở đây nữa. Một tơn mà mất đạo dân câu voi để thủ chim sẻ nào. Cái tơn dân cắt lên ăn quả đem ra cho lưu cùng một đạo dân câu voi. Rồi giải quyết voi này rồi. Còn voi thứ 3 được đưa về nhà chính của thủ chim sẻ. Như vậy đây là một bài đấu mà thẻ đăng hóa thành đấu 1. Màu vàng là game thủ Hồng Anh, 26 dân, đội bạn 20% à. Vâng, cơ cấu thôi. Hello anh. Đáng như anh thua nào được, thật đấy mới thua này. Và dám ra điều kiện thôi, BM và BA đấy cái thủ chim sẻ trong trận đấu này. Còn gì bảo vệ bài đấu 1 sâu lắm. Và như vậy là sẻ hỏi đấu 1 thì bài anh xấu mắc binh. Nhưng mà ở đấu 1 nói nhanh quá, ông sẻ lại nghe thành là bài anh mắc binh. Cuối cùng đấu 1 bảo bài anh xấu lắm đấy. Sẻ vẫn đánh cung. Và thôi thì sự đã rồi anh em ạ. Một ông đánh thế, một ông đánh cung. Cày thật. Thôi sẽ đến thẳng cung A chỗ này đang ra ruộng rồi. Rồi bạn là Phô và Cho Son. Cho Son thì chắc chắn sẽ chơi toàn phù. Phô thì đánh cung R. Và Cho Son thì chắc chắn là đánh chém với anh. Vâng, tham lai 22% đội bạn lên đời bằng chúng ta. Đấy ở đời 2, đời 3 chắc đội bạn sẽ lên đời sớm hơn. Đâu 1 đã bị cái chủ hè chơi vào. Không phải bắt giò đối phương. Đây là hè, 100 ngựa giò rồi. Chết 1 dân. Khỏe đấy, công giáp đấy. Vâng, vẫn đang đứng giò thủ cho nó 1. Thì đối đầu với hè. Vâng, bo bế tên ông dân này. Vậy này. Nghe lên đời 3 nhá. Tham lai nó 1 là 26 thôi. Anh phải cơ cấu ra cửa mình cho nghe lên sớm hơn. Vâng, sẽ đang có tham lai là 26. Kéo dân về thôi. Đã có tê bắn các nhà Hồng Anh. Nghe lên sớm lắm đấy nhá anh em nhá. Và đấu tê với Hồng Anh và sẽ thắng. Tăng thêm A, tham lai là 28/52. Đóng A thôi cho bên ngoài. Cũng chưa thấy dân Hồng Anh đâu, của bài Hồng Anh cũng đánh cung của Phô. Đây rồi, có bánh xe rồi. Và có bánh xe đến từ cái thủ Hồng Anh luôn. Chưa thấy đâu. Và tăng thêm A thì đối thủ chim sẻ. Hãy cẩn thận một tình huống mà he chéo. Tôi chỉ sợ he chéo tên này thôi. Cái gì mở cái cửa ra, kinh nhớ rồi, đâu một ơi. Ôi, anh chết điều này. Tham 18 ạ. Cái đẹp. Vâng, như vậy là 4 đều trong trận đấu đầu tiên. Và ta hãy chờ đợi trận bản lề. Vâng, chờ đợi trận bản lề trong trận đấu đầu tiên ngay sau đây rồi. 1 đều anh em nhá. Lòng quá luồng hoàng. Thôi, chờ đợi trận bản lề thôi, 1 đều anh em ạ. Cày thật. Voi một máu. Ôi sao voi trốn trong rừng này.
map khoai rồi. Trừ khi do thẳng một phát thấy ba voi đầu tiên thì ngon. Thôi vậy cùng chờ đợi đến với trận đấu bản lề trong trận đầu tiên ngay sau đây rồi. Cho em xin quả me. Vâng, như vậy là có 15.000 anh em ở đây rồi, anh em có một lái xe nhiều nữa không ạ? Yes. Yes. Quần khoai quá anh em ạ. Nó một cầm ấy zip và sẻ cầm ấy chi thôi. Quần trận này khoai quá. Đội bạn pơ anh em ạ, kinh thật đấy. Đây trận đấu bản lề cũng sẽ đầu tiên. Đội bạn tự nhiên lại lòi cho con pơ này. Tôi cảm thấy khê khê chúng ta đấy. Pơ ạ. Kinh thật. Hè cầm pơ ra lắm. Bây giờ đầu tiên đấy thủ chim sẻ nắng bài đấu được cầm ấy chi. Quần ra đánh giá là yếu hơn đội bạn một chút xíu ở trong trận đấu bản lề này, nhưng mà thôi yếu chúng ta cố đấy. Vâng, cố vậy thôi. Ôi trời ơi, quả phụ luôn. Cố nhá, quân yếu này chúng ta cố đấy, cố lắm đấy, đánh bài này nể lắm đấy. Còn đi dò thôi, một bầy hiệu đầu, một con voi, một bãi quả đấy. Người thủ chim sẻ nắng dừng quanh nhà rất nhiều. À, hốc 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 tô mà hốc trong này ăn gỗ thì ông nào công hộ cái không ăn gỗ. Và đây ăn gỗ thì làm gì có ai công được nữa. Chốt một BB kín luôn. Đó, con voi đưa về cái thủ chim sẻ nắng. Nó một cầm zip phụ tuyển rồi. Quần khoái quá, trận này hơi khó anh em ạ. Đây con voi đầu tiên được sẻ đưa về. Đấy, chỗ này lại đóng thêm cái S nhân đôi nữa. Thơm như núi mít. Vâng, thế hai quả phụ là đẹp luôn. Vâng, lùa bấy hiệu này về thôi, hiệu 7. Lùa ra lấy vị trí đóng S đẹp. Có xe giỏi tìm thêm đồ ăn nữa rồi. Mình nghĩ là sẻ sẽ đi giỏi ít thôi. Không là ngày hôm nay sẽ bị sao chổi chiếu vào đầu ấy, nên là sẽ hay gặp sư tử và sẽ rất khó để giữ dân. Như trận đấu trước các bạn có thể thấy rồi, bài xấu quá thì trên 2 dân thì sống kiểu gì được. Một bài đấu mà đã có quả phụ rồi, mình nghĩ bài quả phụ này khả năng ăn tranh là rất cao. Một bài cầm AC đội bạn là Pơ và Greg thì quân đội bạn đánh giá là nhỉnh hơn ra một chút xíu, nhưng mà thôi chúng ta biết là quân xấu chúng ta vẫn sẽ cố một tí thôi. Và hy vọng là đội bạn sẽ không ô bom của chúng ta và chuẩn bị vào đây để đóng hết đầu đến đối thủ chim sẻ nào. Gió nốt mặt này xem còn voi nào không. Vâng, như vậy là thông tin báo về là bình luận viên bên kia chế ảnh tôi bị tát rồi á. Ôi trời ơi, mới chỉ là một đều trong trận đấu đầu tiên mà chúng nó đã chế ảnh mình bị tát rồi, tôi chết dở rồi. Căng thế. Vâng, Tuân lại còn đòi bế Hải Mario lên để vả vào mồm á. Ôi trời ơi, hỏng rồi. Sợ quá, sợ quá. Trốn đi anh em ơi, trốn đi. Đây quả phụ chim sẻ này. Trở lại mặt máy cái thủ nó 1 thì tình hình anh như nào. Một bài cầm Egypt dành cho thủ nó 1 thì anh đã có bầy yêu đầu, bầy yêu phụ. Và trận này thì không biết là nó 1 có thể lên đời hay không. Anh có quả phụ cho anh. Vẫn thấy nó 1 im im, vẫn đang đi dò 3 bầy yêu ép đời. Không phải nó 1 nó kiểu gì nhở. Kiểu như lúc nãy thẻ bình luận kiểu bố mày không thích lên đời đấy được không ấy. Không hiểu kiểu gì luôn. Ôi dồi, đứng dưới dốc có khi lại tèo đấy. May là không tèo. Như vậy là đây là bầy hiêu và chiếc bét nhân đôi đấy. Thủ nấu 1 thì mày đang mất khá nhiều thao tác để có thể ăn mấy con hiêu này. Rồi ăn thêm bầy hiêu nữa, bài 3 bầy hiêu đấy nấu 1. Cái này nấu 1 không thể lên sớm được, tôi đang sợ nấu 1 bị ôm bom đấy. Egypt dành cho thủ nấu 1. 3 hiêu thôi, chả có gì nữa. Toàn xe giò. Vâng, đeo mặt máy của game thủ chim sẻ. Như vậy là em có chiếc bét nhân đôi rồi, kinh đời rồi, 75x, 26 dân. Hay là AC chả nhẽ mình để chơi hen hen một tí, mình đánh chém đi.
Hay là cung thổi phù đi. Cung thổi phù cho chắc đi. Cung thổi phù cho chắc anh em ạ. Bởi vì nếu như đánh chém Viper thì bạn và có lợi thế thì chuyển cung A thì chúng ta sẽ rất là khổ. Nó một đang chia sẻ chăm thực. Chắc là cho được thôi. Nhưng mà sẻ chỉ ăn bãi quả, không ăn bấy nhiêu trên kia là hơi khó để cho đấy. Rồi, vậy đâu, bảo vệ là không cần cho nữa rồi, ok. Để ăn nốt con hiêu này. Xem tình em thế nào đúng không anh? Nó một bảo vệ là anh giả vờ chia sẻ 100 thử để xem là tình cảm anh em có chắc biệt lâu hay không đấy. BB. Cái gì đấy, hô to thế, 17-19% nhá. Bài he he 17% Persian đấy. Và đeo máy của game thủ nâu 1, 25/28 thì cho anh. BB thiết kế đây rồi. Nói chung là anh làm sao anh bo nhỏ, anh giữ mạng, anh thủ phu ra là anh lên bánh xe hộ em gái này. Em đã cảm thấy là và cuộc sống này đơn giản biết bao nhiêu. Vâng, đây BM, đây là thủ nâu 1. Và anh sẽ đóng BL ở đâu, anh đang chưa đủ gỗ. Cố gắng trả gỗ đóng BL rồi, đây là BL để cho anh. BM được kê bãi vàng rồi. Như vậy là he lại còn lên đời muộn nhất map luôn cho nó mát. Bài cầm pơ đấy. Pơ 17% là lên đời muộn nhất map đấy. Thơm như mũi mít nhá. Vâng, đây là một máy của thủ chim sẻ. Ế xì và hôm nay làm quay ruộng nho nhỏ. Ngay từ đầu thì mình đã nhìn thấy cái hốc ở trong góc 9 giờ này rồi. Nó rất là mắc binh để các bạn có thể ăn gỗ và ăn vài cái ruộng trong này. Cùng hốc vào đây, sẽ không đào vàng. Rồi, như vậy là bắt đầu bị T của Hồng Anh công vào. Vâng, Hồng Anh cầm pô, ai cầm bỡ. Xin lỗi, Hồng Anh cầm gách. Hồng Anh chơi cung T nha các bạn. Không xin ngựa giò mà là chơi cung T đấy người thủ Hồng Anh. Từ từ. Rồi, BA, bắn thôi. Thích thì bắn, chơi. Vâng, bạn chơi tớ cũng chơi đấy. Và đang hit em đang đến thủ chim sẻ nào. Con T của đội bạn yếu hơn mà em. Và thông tin báo về chim sẻ là đội bạn có giò bây giờ thì bo lại thôi. Và xin thêm vài T nữa ra đứng thủ nhà. Mình nghĩ là vâng, báo về he he giò công giáp. Còn Hồng Anh là chơi T giáp với chim sẻ nắng để ôm bom. Vâng, một pha vẩy móng bé cực kỳ nhanh đến thủ chim sẻ. Xin T nữa không em? Vâng, chưa đủ lượng để nâng cấp bánh xe thì không thể xin T nữa rồi. Vào đây. Vào đây. Ôi. Vâng, được bạn làm hai con T nữa cho nó gấu. Giạt thế. Đây BA đủ chim sẻ. Ở trên nó cái A này thôi, 4A. Có cung R là có bánh xe chúng ta sẽ ngon. Chém đến. Vẫn có ngựa chém được Hồng Anh. Rồi to hết dần vào trong ăn gỗ. Đấy anh đừng chém đi. Không ke ne được, không sợ. Đấy chém đi. Không cần gì anh ơi. Cần mỗi tiền thôi. Để tiếp theo được xin ra, bắn T đổi lại. Không phải bắn con chém nó gì cả. Xong tơn đờ đầu tiên đấy thủ chim sẻ nhắng. Trời ơi. T có chặt gỗ nó khác với cả T cái loại Omo này 7+0 này. À 6+0 này. À T này T 5+0 xin lỗi các bạn. 5+0. Không anh, 400 gỗ. Ơ nó công ca anh ơi. Vâng không anh công ca. Rồi ra bắn ca thôi. Cho cung gờ ra ngoài. Ca với chúng tôi thì đi báo về đi, nó một là Hồng Anh chết hết bài gỗ ở nhà xong rồi. Công ca này quýt. Vâng thêm con ca thứ hai đến người thủ Hồng Anh. Vâng he nó có đánh anh không? Vâng thì báo về he có đánh đâu một rồi, ok. Bơm vàng lên ra 4 anh ơi, màu 8. Rồi tiếp tục bắn con ca này đến người thủ chia sẻ. Hồng Anh vẫn chưa từ bỏ ý đồ công ca và chia sẻ mặc dù ở nhà đã mất vàng. À xin lỗi mất gỗ. Bắn chết con ca tiếp theo rồi, 2k của Hồng Anh nằm xuống. Nhận được vàng của cái thủ nâu 1 và sẽ cần phải nâng cấp giáp 4 luôn. Ok, chưa được, nâng lại nhá. Và cần phải nâng lại cái giáp 4 đi, chim sẻ và he he resign Tito. Là 2-1 thì chim sẻ đáng mời cái thủ nâu 1 trong buổi tối game này ở trận đấu đầu tiên. Một trận đấu mà quân của chúng ta đánh giá là yếu hơn một tí thôi. Nhưng mà chúng ta cố và chúng ta vẫn giành chiến thắng được anh em ạ. Chờ đợi đến với trận chung kết sớm thì Hồng Anh và game thủ he ở trong thi đấu anh em nhá. 2-1 rồi đấy. Vâng, nó một báo về anh đâm đầu vào sư tử mãi mà không chết dân. Là như nào anh? À may không chết, tưởng là mãi không chết khổ. Vâng. Thực sự là mình hơi khó để có thể phiên dịch được tiếng địa phương của nó một, anh em thông cảm. Anh nói hơi nhanh. Hơi nhanh và hơi khó để có thể phiên dịch xong. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết sớm nha các bạn ở trong thế đấu đầu tiên thôi. Thôi thế đầu chúng ta thắng 3-1 cũng được anh em ạ. 3-0 nếu hơi quá nhưng 3-1 thì mình nghĩ là ok. Và chào anh Vũ Xuân Trường, chào anh Đỗ Văn Tú nhá. Chào anh Thế Vinh ạ. Vâng, chào anh không thấy ngày về nhá, chứ là anh đi mãi không về đấy. Sẻ sẽ không lên kênh trong buổi tối ngày hôm nay nhá anh em. Và hiện tại đang có khoảng 20.000 anh em có mặt trên fanpage game thủ nâu 1 rồi. Hy vọng các bạn có thể comment like và chia sẻ video livestream này nhiều nữa.
Để cầu vũ cho thủ đến từ mảnh đất quê bác Nghệ An và Tránh Lộc An Giang. Hello anh. Rồi đây là trận thiếu chung kết sớm. Hit 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 pan hit pan hit pan soi quân quýt và quýt dăm ba với cái thằng Hùng Cờ Zip với cả Xuân Tiền Hải. Cái gì mở cái cửa ra, mở cái cửa ra mà nghe anh hát đây này, bằng hit team của xẻ và nó một cầm pan xem quân thôi rồi là gáy rồi, mở hết cửa ra. Vâng, Hồng Anh trận thiếu này là người được cầm bé bì và một con ca tha của he he thôi anh em ạ. À, đấy cho đôi bạn hiểu luôn, dám bảo là vế Hải Ba luôn đây, đau vả trong phát à. Đây là màn máy của game thủ chim sẻ đáng được cầm Hitty và chúng ta xem đại đội trưởng đâu một trận đấu cầm pan không có gỗ đầu gần nhà, anh sẽ thi đấu như thế nào Hải Ba này. Rồi, nhưng mà lý do đầu tiên đến từ game thủ đầu 1 với 3 đấu được cầm bài bàn. Bên kia thì báo về là một nhà giò 300, một nhà giò 500 quả đầu. À, lý do thôi, nhưng mà đã có cái rừng đến từ đầu 1 rồi. Tìm heal, tìm voi nào. Ơ, trời ơi, mà bạn thấy chưa? Vâng, đã được chưa? Tìm heal, tìm voi thôi nào. Tìm quả phụ đi anh ơi. Kiểu gì chả có. Vâng, thẻ bảo vệ nó đủ đô rồi nhá. Đủ đô rồi. Có tin nhắn, vâng, có heal. Có quả phụ chưa nhở? Vẫn chưa thấy quả phụ đâu, kiểu gì cũng có anh em ạ. Hô đôi voi cái có ngay. À, cái gì đấy? À, có rồi à, vâng, ok. Cối giò anh em nhá. Vâng, cối giò nhá. Tức là có quả phụ rồi đấy. Tức là có rồi. Ôi, vâng, một bé. Ôi, quýt. Và bây giờ mày có quýt không? Vâng, map vẽ rồi đấy. Map vẽ rồi đấy, quýt đi em ơi. Đánh cây gì nữa, chỉ có thể là quýt được chưa? Vâng, tuổi gì? Mở cái cửa ra. Khó chịu thật. Bàn máy của anh thủ đâu một. Không, anh đã rõ đâu. Vâng, lùa hiệu về dành cho cái thủ đâu một trong trận đấu này. Anh ơi, thẻ nó nhiều đồ lắm. Vâng, bài Hitty này không phải trong truyền thuyết anh em nha. Bài Hitty là bài Hitty của Hải Fazio. Vâng, bài Hitty hai quả phộ ạ. À, thơm như muối mít. Ôi, à, đây đồ gòn thế từ đầu, quên. Vâng, chào anh em nhá. Anh em hô Tuân mở cửa ra thôi gái. Cửa thì trời thì nóng thế này mà đóng cửa tối đây. Vâng, mở cái cửa ra. Ừ. Đồ voi về thôi. Hôm trước thì Tuân Tiền Hải, vâng. Tôi thấy Tuân nói mấy câu buồn cười quá. Hôm nay tôi học theo tí. Không biết là có thành hot trend được không đây. Đôi voi được cái thủ đấu một đưa về, anh cũng công tử con một anh ạ, không phải vội. Nhà mình điều kiện anh. Vậy nó một đi dò một vòng mà không thấy gì. Dưới nhà có bạn quả phụ ấy nhá. À, con voi đầu tiên được cái thủ đấu một đưa về rồi đấy. Sẽ sẽ nhường cho nó một bãi quả phụ và bài nó một lỡ hiêu đầu đôi voi quả phụ. Và anh không đi dò nữa luôn rồi. Những cái chấm đen gần nhà thì kệ. Và đeo vào máy cái vụ chim sẻ. Ôi, lên dốc thôi. Sao? Quẩy gì? Đây nhà sắp hết bản đồ anh ơi. Chính xác. Vâng, cầu nốt voi về và cắt dần nhanh quả phụ đây chim sẻ nhà. Thơm như mùi mít nha. Đây là mặt máy cái vụ nô 1, bài ta đẹp lắm rồi ấy. Bài của bạn là Kata và Babylon rồi, chắc là đánh hai chém đấy. Bởi vì ta cũng không quyển này, cung baby rất khó rồi bạn có thể chơi cung hit khi mà hit lên đời sớm thế này. Đó, vâng, đây này, quả phụ 5 cây à? Thế yếu nhở, thế đánh 18 dân thôi không anh ơi? Vâng, quả phụ 5 cây và nó 1 và đang dừng dân rồi, đánh 18 dân nó tròn đồ rồi. Vâng, chào tất cả anh em đang xem nha, hello mọi người nhá. Vâng, ngày hôm nay thì mình may mắn quá lại được bình luận kèo này trên page của nó 1, đây là lần thứ bao nhiêu thì tôi không nhớ nữa. Hôm nay nó 1 cứ mời tôi ăn ô mai me. Ô mai me. Để cho gáy to hơn, giọng trong hơn. Đây là BB này cho anh. Và như vậy là sếp của tôi vẫn đang thắc mắc là không hiểu vì sao bị ba nhà đánh 16.2% đến từ đội bạn. Vâng, nó một soi tham rất là nhanh. Lại cùng xem trận thiếu này thì anh nó một sẽ đối đầu với ai và chim sẻ đáng sẽ đối đầu với ai. Đóng nhà thôi. Vâng, đây là BB. Anh không chắc chiêu trả lại gỗ. Vâng, lại còn chui hốc nên chắc cốp chèn cô lắm. BL. Ui rồi ôi. Vâng, tí nữa có vẽ ruộng giữa nhà hay là như thế nào nhỉ? Hải quay xe ạ, à. Thôi anh ơi, vâng em chỉ... Cái gì? Vâng, người ông ngáo thật đây, hô cái gì? Vâng, BA đấy từ cái thủ chim sẻ nào một bài kích cỡ 10.
Vâng, 26 dân. Rồi bạn chỉ là Kata và bé Bì thôi. Kích. Vâng, 10-31 đến từ chia sẻ với 26 dân của Hinti. Trở lại bàn máy cái thủ đầu 1. Vâng, con giò đã có và đẩy đi luôn. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đội bạn mở cái cửa ra. Vâng, đâu, không dám đầy đủ. Một e được kín luôn. Lại còn tô ma hốc thế này nữa. Vâng, chắc là anh sẽ vé ruộng giữa hai nhà thôi. Chưa gặp ai nhá. Sẽ bị ai chọc chưa? Vâng, bây giờ 11-19 chắc chưa ai chọc đâu. Thế khoanh ruộng ra đây đến thủ nấu 1. Khoanh ruộng tròn là thơm luôn đấy. Khoanh ruộng tròn là thơm luôn. Đây rồi, màu 3 đánh cung nhá, baby nhá. Cái mình sẽ là Kata. Mình xin mở cái cửa ra. Ok. Vâng, bé mì đến từ game thủ hồng anh làm luôn cái bóng 75 gỗ thơm như mùi mít bò à. Gì đây, ông trẻ sao đây? Vâng, đây game thủ chim sẻ, sao 2T à? Thế giấu đi, đen. Vâng, như vậy trẻ đã chuẩn chỉ đen 2T ạ, à. Vâng. Trẻ chơi rất là chuẩn chỉ anh em nhá, xin 2T và em tự động đen mặc dù đối phương không biết. Trở lại máy game thủ nấu 1, he he chéo nhưng mà đen quá, nấu 1 lại không nhà. Một anh ơi. Hết gỗ. Mày vào đây, mày vào đây. Bỏ ra bạn này. Vâng, tham lai được số là 20 đứng chủ đấu 1 he. Bỏ ra he ơi. Bỏ ra. Mày này quýt. Tham lai là 19 tuổi gì. Ông tu anh ơi, ông tu, ông tu. Cái gì? Bỏ ra bạn này. Làm gì đấy? Mở cái cửa ra. Vâng, tham lai 20 đến cái thủ đấu 1 trong trận hôm nay. Tuổi gì? Vâng, định công khai ruộng của anh á. Không cửa nhá. Con giò này mày phải chết, thì ra là mày chọn cái chết rồi con giò ạ. Bãi hoàng nó anh ơi. Ôi, mày láo này, con sẽ xẻ lại con bo chỗ này nữa. Ờ, chỗ quay ruộng của giờ của nó một cẩn thận nhá, xẻ nhá, hai lạc đà nhá. Chỗ lại ruộng đi, chỗ đây nó một không bo được đâu. Vâng, đây rồi, he ơi. He bị đánh rồi, bị đánh rồi. Vâng, he làm gì đây? Vâng, ôi. Ờ, eo nó à, nó vẩy nhanh thế anh. Nhưng mà nó vẫn chết hết sân rồi nhá. Và một bầy thủ đến từ cái thủ đầu 1 và tham lai của anh vẫn đang số là 22. Mở cái cửa ra em ơi. Vâng, 22 đến cái thủ đầu 1 mới đứng lại. Không dám đứng lại luôn. Tham lai đầu 1 vẫn đang số là 22. Anh vẫn đang cứ tham rất tốt. Nhưng anh không lên bánh xe à? Anh. Vâng, đâu lên bánh xe cho nó mát. Vâng, hè không bánh xe. Có bò chưa rồi. Bò chứ anh à, thăm ép đấy. Em cũng nói rồi, kia rồi. Ui giời ơi, tuổi gì em ơi. Không có tuổi, Hano, Hano, hay quá nhờ. Và như hướng thủ nhà đây, ông Kiều vẫn đỉnh cao. Ra giữ dân hội nó một cái, xong nó một chui vào nhà sẻ anh ơi. Đấy đúng rồi. Vâng, chui vào nhà sẻ luôn. Bạn đây. Vâng, tham lai được số là 39, đây là thủ chim sẻ nhắm. Và đây là cung giờ của Hitea nhá. Rồi, bắt luôn rồi. Vâng, đây là mặt máy của thủ nấu 1 với tham lai là 19, có phù thủ bên trong. Lạc đà của He He đang vào đây và He Resign. Mở cái cửa ra em ơi. Tuổi gì em ơi. Và tỷ số là 3-1 trong xe đầu tiên. Và 1 xe bỏ túi buổi tối ngày hôm nay. Không cửa gì cho đội bạn cả. Quá hay. Và đây cùng chờ đợi đến với trận thi đấu đầu tiên trong xe đấu thứ hai ngay sau đây rồi. Một bài đấu tròn đồ lên kim thường đấu 1. Sẽ nhường nó một bãi quả và lên đời rất mắc bêu. Trận này thì sẽ có xin 2 con T. Nhưng mà đã đen T khi một đối phương chưa phát hiện ra. Đó là một tình huống lỡ tay xin nhầm 2T. Các bạn đã lực khỏe quá. Và tay cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai ngay sau đây. Ok anh em. Vâng, như vậy là hưởng báo về là đâu một đánh hay quá anh ơi. Vâng, tôi nói thật với các bạn chứ tầm như Hùng Cờ Rít với cả Tuân Tiền Hải mà gặp tôi thì tuổi gì. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu thứ hai. 1C bỏ túi rồi. Không có cửa nha đội bạn anh em nhá. Không có cửa gì đấy.